Đích đến là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Nhưng mà lợi chúng sinh thì phải hiểu về lòng người. Bởi vì vạn pháp trong cuộc đời này không có cái gì sinh ra không phục vụ con người. Vậy nếu tất cả mọi thứ phục vụ con người thì mình phải nghiên cứu cái gì đầu tiên ạ? Nghiên cứu con người. Tôi hỏi mọi người này, thường thì mọi người hay có tư duy thế này. Mình có sản phẩm, xong mình tìm đối tượng bán. Có đúng không? Nhưng đúng ra nếu mà một người làm kinh doanh chuyên nghiệp thì xác định đối tượng phục thì bắt đầu người ta mới quay sang gì ạ? Tìm ngành hàng. Cả nhà có hiểu cái này không ạ? Nhưng đa phần chúng ta đều bị mắc 100% người Việt, chứ không phải là cả tôi ngày xưa, chứ không phải là riêng ai đâu. Đều có một thói quen là em biết về sản phẩm này và em sẽ nghiên cứu để tìm cách bán sản phẩm này. Có đúng không cả nhà? Nhưng mà tư duy của bọn Tây thì nó khác, là nó xác định là nó phục vụ đối tượng nào. Tôi hỏi cả nhà, nếu trong hai đối tượng, một là cũng dạy học như thế này, nếu tôi dạy cho cái tầng nhân viên và tôi lấy 5 triệu một người và tôi phục vụ 1.000 người để ra 5 tỷ doanh thu, với cái việc thứ hai tôi lấy 100 triệu một người và tôi phục vụ 50 người để ra 5 tỷ doanh thu, hỏi phục vụ 50 người hơn hay phục vụ 1.000 người hơn? 50 người hơn. Cả nhà có hiểu cái này không nhỉ? Vậy thì từ đó nó mới liên quan đến cái trình độ phục vụ của mình. Mình xác định phục vụ cho thằng giàu hay phục vụ cho thằng nghèo? Mà phục vụ cho thằng nghèo là trong tư duy niềm tin của nó thích một đồ, nó luôn tin một thứ là gì? Có một loại ngon, bổ và rẻ. Vậy thì lấy tiền của nó được không? Tôi lấy ví dụ, nếu lấy tiền 1 triệu một suất ăn, tức là một mâm cơm là 5 triệu, mà bán cho một thằng nó phải tiết kiệm 1 năm nó mới nôi được nhà nó đi ăn một bữa cơm 5 triệu. Hỏi, nó đến cái quán đấy nó ăn, với cái việc một người tháng nào, thậm chí tuần nào nó cũng ăn một bữa 5 triệu, thì hỏi thằng nào nó hành nhân viên bán hàng nhiều hơn? Cái loại 1 năm. Cả nhà có hiểu cái này không ạ? Nó bảo mất tiền mua mâm, nó phải đâm cho quả. Cho nên cái loại mà nó gọi liên tục, nó ngồi tí ớt đâu, hành đâu, tỏi đâu, cho anh thêm tí nước chấm này, sao thiếu hạt tiêu, xỉa răng đâu, nó hỏi liên tục như vậy. Hiểu thằng đấy là thằng gì? Để mà hốc được tiền của nó một đồng là nó hành cho mình chết thủ. Cái nhà cũng công nhận với tôi không? Còn cái thành phần mà họ thường xuyên tiêu như vậy thì họ hành hạ nhân viên làm sao ạ? Ít thường. Cũng giống như kiểu doanh nghiệp các ông mới khởi nghiệp mà để trả lương cho một thằng 30 triệu thì ông hành cho cái thằng khốn nạn hốc của tao 30 triệu chết thôi. Nhưng mà doanh nghiệp mà to hẳn ấy, để trả lương 30 triệu thì nó lại rất nhẹ nhàng. Anh em có hiểu cái này không nhỉ? Cho nên tâm lý của thằng nghèo là hốc của nó một đồng là nó sai khiến cho mày chết thôi. Nhưng tâm lý của thằng giàu là nếu lấy của nó 10 đồng mà phục vụ cho nó thỏa mãn, nó còn tặng thêm cho một đồng. Cả nhà có hình dung này không ạ? Nó khác nhau hoàn toàn. Vậy thì chúng ta phải xác định được đối tượng khách hàng. Thì trong đối tượng khách hàng thì chúng ta có bằng này tầng tâm thức để chúng ta hiểu. Còn ghi vào đây, tầng tâm thức. Tâm thức bên này là nhu cầu. Nhu cầu. Vậy nhu cầu của con người chính là nhu cầu của tâm thức, mà tâm thức chúng ta hay gọi là lòng người. Vậy chúng ta phải hiểu có con người nó có bao nhiêu tầng, mà bản chất tháp Maslow là ông Maslow lấy từ đạo Phật ra, cho nên sinh ra cái nhu cầu của tháp Maslow. Thì tầng tâm thức thì hiện nay có, tôi nói về 6 cái tầng tâm thức. Tầng tâm thức thấp nhất là tầng vật chất, dưới xuống dưới con, tầng thấp nhất, tầng đáy là tầng vật chất. Thế cái nhu cầu của khách hàng này, con ghi nhu cầu khách hàng. Nhu cầu của khách hàng, họ luôn luôn yêu cầu rẻ. Rẻ. Luôn yêu cầu chấm hai chấm, rẻ và tốt. Cái này khó phục vụ lắm. Tập xác định. Đấy. Các nhà hiểu không ạ? Luôn luôn rẻ mà tốt. Bởi vì đối với họ, thứ
mà họ nhiều nhất, có nhiều nhất đó là thời gian. Thứ của bọn người nghèo có nhiều nhất nhé, đó chính là thời gian. Cho nên khi mua một thứ ấy, nó có rất nhiều thời gian để nó chạy, nó ngồi nó chạy. Ví dụ để mua một cái ô tô nó chạy 5 triệu bạc, hỏi thằng giàu nó có thời gian nó chạy không? Thậm chí thời gian xem một chỗ nó không có, nó chỉ có mỗi nhiệm vụ bảo thằng đệ tìm mua cho anh con xe này hết. Còn bọn nghèo thì làm sao? Chạy. Tôi ngày xưa tôi ở trong khu tập thể, tôi có một thằng ở cạnh nhà tôi, nó sinh năm 76, nó sống tính một bản. Nó mua con y cái gì gâu ấy, quýt gâu gì đấy của Jotota. Mà nó sang nhà tôi nó kể, nói với ông tôi phải nghiên cứu một tháng, không biết thế nào. Chỗ này nó bán bằng này, chỗ kia nó bán bằng này, chỗ kia nó bán bằng này. Cuối cùng tôi mua chỗ này rẻ được 20. Và nó thấy nó cực kỳ thông minh. Tức là nghiên cứu một tháng để rẻ bao nhiêu? 20. Vì tại sao lại vậy? Vì lương nó 15 triệu. Lương của nó một tháng là 15 triệu. Cho nên nó dành một tháng nó nghiên cứu để rẻ được gì? 20 triệu. Thế nó có lãi. Nhưng nếu lương của mình một tháng là 5 tỷ. Thì ngu gì bố nghiên cứu nguyên tháng. Cả nhà có hiểu cái này không nhỉ? Cho nên cũng như vậy. Khi tôi bảo chúng nó order mua đôi giày đến, thì đáng lẽ đôi giày là 5 triệu. Nhưng khi chúng nó mang đến cho mình, nó lấy mình 6 triệu. Hỏi đắt hay rẻ? Rẻ. Bởi vì cái thời gian một ngày mình đi mình đến đấy, mình chọn xong mình mang về tới nơi, mình mất 1 triệu. Mình rẻ được 1 triệu. Nhưng mình mất ngày hôm đấy là mất 200 triệu. Hỏi mua đôi giày bị đắt lên 1 triệu, bản chất là đắt hay rẻ? Là rẻ. Vậy nhưng mà đối với cái thằng tỷ phú thời gian thì lại là gì? Đắt. Nhưng đối với cái thằng mà không có thời gian thì lại là rẻ. Các nhà có hiểu cái khái niệm đâu nhỉ? Nhưng mà thường cái người kinh doanh của chúng ta không tập trung vào thời gian mất đi của khách hàng, mà chúng ta chỉ tập trung vào tiền của khách hàng mất đi. Không, đấy là tư duy của người nghèo. Hiểu cái suy nghĩ này không cả nhà? Vậy tóm lại, bán cho thằng tầng vật chất thì luôn luôn yêu cầu rẻ và tốt. Vì vậy cái này phải định vị càng rẻ càng tốt. Cả nhà có hiểu không ạ? Nhưng đến cái tầng cảm xúc, thằng tầng thấp nhất của con người nhá, là đầu tiên đói, cho nên cái gì nó cũng phải tập trung gì? Giảm chi phí. Cho nên thứ mà nó tập trung lớn nhất đó là giá. Như ngày xưa mình nghèo cũng vậy thôi. Xem đi mua áo, thứ mà mình xem đầu tiên là không phải xem cái áo nó đẹp hay không, phải cái mác ra xem. Này 200, mà này 220. Vì vậy vứt tất cả cái 220 sang một góc. Nó tưởng là anh lấy cái này à? Bỏ không, loại này bỏ qua. Anh xem loại 200 trở xuống. Cái nhà hiểu không? Nghèo thì nó phải vậy thôi. Có đúng có sai không? Không. Nghèo mà còn tiêu hoang nữa thì ra đảo à? Cho nên nó đúng. Và cái tầng này rất là đông. Nhưng cái tầng cảm xúc thì gì ạ? Tiền không quan trọng. Tiền không quan trọng. Không, nó lại không đẹp. Chứ thằng này đâu biết đẹp là gì đâu. Thằng này chỉ có oai thôi. Tiền không quan trọng. Phải quan trọng là oai. Không. Chơi hàng hiệu nó có hai loại chơi hàng hiệu. Một cái loại chơi hàng hiệu không hề cảm nhận được cái cảm xúc của hàng hiệu, mà chỉ cảm nhận được độ oai của hàng hiệu. Có đúng không? Đấy. Chứ không cảm nhận được giá trị của hàng hiệu, mà cảm nhận độ oai của hàng hiệu. Tức là đó là đi vào quán nó ngoài xem có cái gì đắt nhất mình cầm về chạy. Đắt nhất nha, chứ không phải tốt nhất. Tóm lại là làm ngoài có cái kính nào đắt nhất cầm này. Đấy, và nó tập trung vào của nó phải là gì? Limited. Có phải không? Không đụng hàng. Mà đi họp thì yêu cầu phải được ngồi gì? Ngồi trên. Và nếu ngồi trên rồi thì phải cho phát biểu, hoặc tối thiểu cũng phải giới thiệu đại biểu. Nếu không giới thiệu tên bố mày bố về, mất dạy, mời tao đến họp không giới thiệu tên. Mà giới thiệu tên cũng vẫn về nếu không giới thiệu chức danh. Thế nó mới đau chị. Cho nên tại sao văn hóa Việt Nam nó phải kính tư thằng trên, kính chúng thằng dưới. Kính đen đeo trời nắng, kính trắng đeo trời mưa. Đâu mà kính vừa vừa đeo đi ngủ. Nguyên kính sao vẫn nửa tiếng mà. Bởi vì không kính nó đứng dậy nó bỏ về. Thì cái đối tượng này của anh là chính. Ví dụ bị hát karaoke,
bước chân vào phát có hai dàn đứng hai bên. Em chào anh Tuấn ạ. À, ôi giời ơi. Ông Thịnh đi theo sau. Thầy VIP ở đây à? Thực ra mới đến lần đầu nhưng nó nhớ tên. VIP chứ, đến thường xuyên. Tuần nào chả đến, cũng Thịnh khiếp. Đấy, ví dụ ạ. Cả nhà hiểu này không ạ? Cho nên đến cái tầng cảm xúc, tại sao khi người ta đến một lần rồi, thường khách hàng, nhân viên bán hàng phải gọi gì? Gọi tên. Em chào anh Tuấn ạ. À, hôm nay Tuấn mua gì ạ? À? Mày nhớ tên anh, thật tuyệt vời. Cả nhà hình dung không? Nhưng mà em chào anh ạ, à, là bảo mày coi thường, mày không nhớ tên anh ạ, à, mật dậy. Đấy. Thì cái bọn này làm sao ạ? À? Bắt đầu. Tóm lại, tôi ghi chú ra đây, bọn này gọi là bọn gì? Thu nhập thấp. Thu nhập thấp. Bọn này mới thu nhập cao. Tức là gọi là mở ngoặc mới giàu đấy. Cho nên bọn mới giàu nó sĩ lắm. Nó tiêu chấm hết luôn. Mà ở Việt Nam nhóm này đông không? Tắt đường rồi. Đông lắm. Cho nên bọn Tây nó coi những cái thứ xa xỉ phẩm ở Việt Nam là gì? Là một thị trường cực kỳ màu mỡ. Cho nên Phạm Minh Chính sang Mỹ anh mới nói là bọn Mỹ nó coi Việt Nam như một cô gái đang nằm ườn trên bãi biển. Nó sexy đến mức độ. Chỉ vào phát là quan hệ. Không có phải khởi động khởi nghiệp đâu, không quảng cáo cả, bán luôn. Thấy không? Như hàng LV ông viết rồi là những cái loại thương hiệu nặng này, rồi những cái loại khách sạn 5 sao vào Việt Nam, rồi là ô tô mẹt với này nở cái gì vậy? Nó đi sớt. Ừ đấy, ví dụ vậy. BMW nào có thằng nào đến xem có hỏi gì đâu. Chị hỏi, này giá bao nhiêu em nhỉ? Này giá bao nhiêu nhỉ? Này nhiều tiền hơn thế này. Đấy cho anh cái này. Ông tin tôi đây. Tôi hỏi, mày thích con mẹt S hay là mày thích con LS, đắc xịt LS 460? Hỏi thích con nào? Nó đều nói thích LX với LS. Hỏi tại sao? Vì nó đắt. Ông tin tôi đi. Hỏi một người nha, mày thích Hyundai hay là mày thích mẹt? 100% nó sẽ trả lời là gì? Thích mẹt. Nhưng hỏi mày đã đi mẹt với đi Hyundai bao giờ chưa? Dạ chưa. Sao mày thích mẹt? Nó đắt. 100% không đi hỏi các cụ đây này. Thích nó vì gì? Nó đắt. Chứ nào đã trải nghiệm hai cái đâu. Thích hoa hậu hay á hậu? Chưa trải nghiệm đã biết thích hoa hậu. Mà chắc gì nội tạng của hoa hậu đã hơn á. Nhưng mà vì gì? Nó có phương miệng. Hỏi hôm qua mày đi đâu đấy? Đi với hoa hậu. Nghe nó cái sang mồm chứ. Đi đâu thì hôm qua đi với con em nông dân. Đấy. Ví dụ vậy. Cho nên là con người ta ở tầng này gọi là tầng gì? Tầng cảm xúc. Mà cảm xúc thì nó thích những thứ gì? Bước chân vào đấy mà bước ra, người đời đã phải gì? Trầm trồ. Anh ấy thật đẳng cấp. Và một trong những biểu hiện đẳng cấp của nó là gì? Đẳng. Tôi lấy ví dụ nước này tôi make nên cũng vậy. Thật đẳng cấp. Cũng là nước này mà tống vào trường cấp 3 học. Có đi không? Không. Có đi cũng buồn. Nhưng mà đưa đến khách sạn 4 sao. Trái kỳ này. Học 4 sao. Nó đẳng cấp. Chả quan tâm đến thằng thầy dạy cái gì đâu. Nhưng việc đầu tiên chụp ảnh cái đã. Đưa lên nhóm. Không phải kinh chị chưa? Có đúng tâm lý không? Đấy. Con người nó bị cái đó. Nó bị cái đó. Vậy thì cái nhóm này là nhóm mới có tiền, tầng thứ 3. Đấy. Tầng thứ 3 là tầng này là tầng gì ạ? Sinh mạng. Đấy. Điều quan trọng đối với họ là tiền không quan trọng. Tiền không quan trọng, tức là bọn này nó còn giàu hơn cả bọn này nhá. Cho nên rất nhiều thằng giàu nhìn nó thì cực kỳ nông dân, nhưng nó nằm ở tầng nào ạ? Tầng trên thằng này cơ. Cho nên đừng có thấy nhà vua giản dị mà coi thường. Đúng không? Thì cái tầng này tiền không quan trọng. Quan trọng phải an toàn. Quan trọng phải an toàn. Cả nhà hình dung đây không ạ? Ví dụ ăn một bữa ăn đắt rẻ không quan trọng. Nhưng quan trọng tất cả thực phẩm ở đấy nó phải rõ nguồn gốc.
không? Mua một cái đồng hồ hàng hiệu đắt rẻ không quan trọng. Quan trọng là tao phải mua đúng chỗ, để không phải lo lắng đây là hàng fake, để tối về tao ngủ cho nó gì ngon. Cả nhà hiểu không ạ? Còn cái bọn mới giàu cảm xúc thì cũng mua hàng hiệu, nhưng không mua đúng hiệu, mà phải mua của bọn sách tay không? Để cho nó rẻ một tí, nhưng nó vẫn là gì? Vẫn quay. Các cụ hiểu không nhỉ? Cho nên đã đến cái chỗ hàng hiệu, ví dụ như cái chỗ mà chuyên bán hàng hiệu như ở ở Hà Nội là chỗ Tràng Tiền Plaza, hay trong này là Quan Đông chẳng hạn. Tức là vào đấy là những thằng đấy là thằng có tiền thật, có tiền thật nhá. Còn thằng mà mua hàng trôi nổi nhưng mà cũng là hàng thật, nhưng hàng sách tay, thì thằng đấy là bản chất mới biết chơi. Tức là mới có tiền nhưng cũng muốn chơi, nhưng mà muốn giả gì? Giả đi tí. Có thấy thế không? Đấy. Nói vậy thôi, mua hàng hiệu mà mua đúng hiệu thật mà tối về ngủ ngon, chắc chắn không bị lừa, thì giá bao giờ nó cao hơn khoảng 130%. Tức là nếu một cái là 5 đồng thì cái kia là 6 đồng rưỡi. Đấy, nhưng mà mua 6 đồng rưỡi thì ngủ ngon, mua 5 đồng thì thật hay giả, nó sẽ tay lên được. Thế mà đeo cái đồng hồ ra xong, xong mấy thằng bạn lại dân chơi xịn, tao nhìn dại lắm, biết có phải hàng thật không, ngại run. Có phải không? Nó có rõ chia tầng con người không? Đấy. Và tiếp tục đến cái tầng tiếp theo là tầng trí tuệ. Cái này tiền không quan trọng, phải quan trọng là có giá trị sử dụng thực. Quan trọng là có giá trị sử dụng thực. Tôi lấy ví dụ, họ đi đến ăn một bữa ăn thì thực sự cái chỗ ăn đấy không quan trọng, nhưng quan trọng là họ ngồi với ai trong bữa ăn đấy để nó có giá trị thực. Cả nhà hình dung này không ạ? Cái tầng của người trí tuệ ấy, người trí tuệ là ngồi ở đâu không quan trọng, ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ngồi với ai. Còn cái tầng cảm xúc là gì? Ngồi với ai không quan trọng, quan trọng là ngồi ở đâu. Có đúng không nhỉ? Tầng của thằng người nghèo là gì? Ngồi ở đâu không quan trọng, quan trọng giá nó có rẻ không. Có hình dung không nhỉ? Nó rõ cái tầng nhé, để chúng ta biết nối chúng ta khai thác. Rồi tiếp tục, tầng tiếp theo là tầng nghiệp lực. Là tiền không quan trọng, tiền không quan trọng, phải quan trọng giúp đỡ được ai. Thằng này nó tập trung vào nghiệp lực. Ví dụ mình mua tâm thì bản chất tâm không quan trọng, quan trọng cái thằng bán tâm nó khổ thế nào. Có phải không nhỉ? Vào thiền am bên bờ vũ trụ, tiền không quan trọng, quan trọng ở đây nó nuôi trẻ mồ côi. Từ ngày phát hiện ra chúng nó không hề mồ côi, bố đeo cho nữa. Có phải không? Con người nó rất rõ nhá. Đấy. Và cuối cùng là tầng tâm không. Sao cũng được, có nhu cầu. Mà loại này là gì? Không có. Vì loại này nó đạt đến tầng này thì nó trên niết bàn rồi. Ở dưới này không có nhá. Dưới không có. Vì vậy buôn bán cho bọn này là chỉ có đi Simacao thôi. Tập khách hàng nó có đúng hai ông là Chúa Giêsu và Phật, thì ông còn ở đây nữa không? Hết rồi, không đi rồi. Nên đừng buôn cái này nhá. Đấy. Thế thì về mặt hình thù thì cái nhu cầu này này. Đấy. Bọn này là giàu gì? Bọn này là giàu lâu rồi. Giàu lâu rồi. Phải chơi chán rồi. Bây giờ về là chỉ trồng cây cảnh và thổi gì? Thô thôi. Nuôi mấy con chim. Còn con chim kia chết rồi. Đúng tầng sinh mạng đấy. Đấy. Tầng trí tuệ là gì? Đấy. Bọn này thì lại gì? Thừa tiền. Bọn này thừa tiền. Thừa tiền. Đấy, ví dụ như Vũ Trung Nguyên là thừa tiền. Xong Vũ Trung Nguyên hỏi là gì? Tiền nhiều để làm gì?
Bọn này nó bảo sao? Ngu phải tí thứ để tiêu. Tầng này nó bảo tí thứ để oai. Đúng không? Đấy, tầng này thì gì? Tí thứ để làm cho sinh mạng tốt lên. Đến vũ trụ nguyên tiền nhiều để làm gì? Không? Đấy. Tầng nghiệp lực, bọn này là cũng thừa tiền. Và tầng nghiệp lực cũng là gì? Thừa tiền cộng với gì? Thừa tâm tốt. Đấy. Chúng ta hình dung ra ngay. Bọn trên kia là gì? Phật cộng với thánh. Rồi thôi, đừng buôn cho bọn đấy. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466.